cái này này hả, có cái xin bi, cái xin bi này đây, mặt nạ xin bi này là cái xin bi, không có, không có cái mặt nạ nào khác ngoài cái mặt nạ này là cái dòng của nó. Và thêm một cái nữa là cái này, ok em, một cái set hu dưỡng tay. Chị nghĩ là cái set hu dưỡng tay đấy nó sẽ, nó sắp tới đây rồi, nó tới winter, tới nơi rồi, là mùa này winter rồi, nó sẽ cháy hàng bây giờ. Thật mọi người, nếu mọi người cần thì mọi người phải nhanh tay thôi. Cái set đấy, một cái kem tay của hu chỉ một năm chỉ ra một lần nha mọi người nhé. Một năm chỉ ra một lần thôi. Ừ. Rồi chị cảm ơn em. Cái mặt nạ này cao cấp của Shinbi nha mọi người. Em có 3 màu nha mọi người nha, 3 màu, mọi người màu nào cũng được hết, để em coi cái công dụng của cái này nhá. Cái mặt nạ mà Shinbi màu trắng này á thì nó sẽ là cấp ẩm dưỡng da cho mình nha, và làm trắng sáng da cho mình luôn nha mọi người nha. Màu trắng nhá mọi người nha. Và cái màu nâu này ấy, thì cái màu nâu này ấy, thì làm cái màu này ấy, làm thật sự là nó làm trắng sáng da cho mọi người luôn nha mọi người nha. Cái này á, nó có cái thật sự mà nó cái dòng mặt nạ Shinbi này nó rất là nhiều vitamin nha mọi người nha. Mình nhìn thấy những cái chai như thế này á, thì nó là vitamin nha mọi người. Nó không phải là, giống mình nhìn nó không phải là giống như cái chai thuốc như thế đâu nha mọi người nha. Và còn cái này á, thì nó là chống lão hóa nha mọi người nha. Cái này chống lão hóa, màu hồng chống lão hóa, anti-aging nha mọi người nha. Và một hộp này á, nó gồm tới 20 miếng trong này lận mọi người. 20 miếng mặt nạ trong này lận. Không phải 10 nhá, Shinbi này không phải 10 nữa rồi. Mà nó tới 20 miếng ở trong này rồi. Wow, cái này khó lấy quá. Cắt nó ra cái. Mình chịu khó đắp mặt nạ đi, mùa đông này á, mình đắp mặt nạ nhiều tốt lắm nha mọi người nha. Đây, một cái hộp mặt nạ này á, tới 20 miếng luôn. Này mọi người, trời ơi, khủng khiếp trong này chưa? Mà cái này á, là của dòng thẩm mỹ viện xài như thế này mà không thích. Em mới đi lấy đồ về hồi chiều, chưa mở ra nữa, đập thùng, đập thùng, Lily chưa đập thùng, chưa có thời gian đập thùng nữa. Nha mọi người nha, cái này ấy, thật sự là với một cái giá này, thật sự là em thấy bán mặt nạ này, em thấy là cái mặt nạ này là em thấy, tại vì nói chung lại khi nào mà em cứ lấy được cái giá mà nó tốt thì em bán cho mọi người giá tốt. 20 miếng này Hà bán 40 đồng nha mọi người nha. 2 miếng mặt nạ 20 miếng nhá mọi người nha. 40 đồng nha mọi người. Một hộp 20 miếng. Rẻ chưa mọi người? Dòng cao cấp của Shinbi chẳng có cái nào, chẳng còn cái mặt nạ nào nữa ngoài cái phục hồi da và cái mặt nạ này của nó thôi. Chả có cái nào nữa hết. Cái này là cái cao cấp của Shinbi rồi mọi người. Mọi người xài đắp mặt nạ sau một thời gian mọi người sẽ thấy là thật sự là cái mặt nạ này, những cái này mọi người lấy màu nào cũng được nhá. Màu nào Hà cũng bán được. Thật ra mặt nạ này ấy, thì mình mua về đó là mình để đó, mình xài từ từ nó cũng không có sao hết nhá. Mình cứ xài nó từ từ. Cấp ẩm làm trắng sáng da là màu trắng này. Cái này ấy, thì Hà thấy nó là anti-aging, thì nó là chống lão hóa khá là tốt nè. Cái mặt nạ này thì nó có cái vitamin rất là nhiều nha mọi người nha. Màu nâu đấy em, nó làm màu nâu này nó làm trắng sáng da này em này, nó là intensive này, là trắng sáng da này, brightening này em này. Tại vì cái này nó có ghi trong tiếng Anh ở đây cho nên đâm ra là chị đọc được này. Đấy. Ừ.
cái này á, màu nâu cho nó làm trắng sáng da đấy em, nó nhiều vitamin lắm này, cái mặt nạ này. Cái này hình như là nó là cái một cái dạng là nó cấp ẩm và nó cấp ẩm, nó làm da mình mềm mịn và nó là như thế nào? Mình phải nói nó như thế nào? Nó là nó cấp ẩm và dưỡng da cho mình rất là tốt với cái này luôn, cái màu trắng này. Ba cái em bị nám dùng cái nào tốt? Em bị nám thì em dùng cái mà làm cho nó trắng sáng da cũng được vậy. Em làm cho nó cái trắng sáng da này cũng tốt này em này Linh. Em dùng cái trắng sáng da này này. Cái này nó có nhiều vitamin lắm này. Cái này là người ta nói nó nhiều vitamin trong này, nó trắng sáng da này. Cái này thì nó chống lão hóa nhiều này em này. Còn cái này thì nó là cấp ẩm này kia, dưỡng ẩm này kia nhiều. Cái này nó là smoothing này, nó là độ ẩm rất là dồi dào, rất là nhiều. Đó. Chị chào Cầm nhá. Mọi người ơi, có 40 đồng thôi nha. 40 đồng. Ok Linh. Em lấy cái hộp này ha, hộp màu nâu ha. 40 đồng thôi mà tới 20 miếng mặt nạ nha mọi người ơi. Nạ xin bi nâu nhé. Dạ, trước Tết thật sự đó là chị Hà xài á, chị mới xài chị peel da đấy, là trước Tết đến giờ là chị làm có 3 lần thôi nha, không có làm nhiều luôn á. Chị Hà đi làm suốt á cho nên đâm da là mệt, cho nên đâm da là không có làm luôn á. Và làm đúng 3 lần cái peel da đấy, đấy mà cái peel da đấy phải công nhận là xài nó thích thật. Không biết Linh em có cái đó chưa, Linh em có lấy cái đó chưa ta? Có rồi phải không? Em là em xài em thấy nó như thế nào? Mọi người xài thấy không? Thấy Lonin thấy nói không? Xài cái đó mà chữ phê mà nó phê mà phê phê kéo dài luôn là biết là xài cái peel da đấy nó sướng cái kiểu gì. Xài đã lắm, thật sự cái da của mình á, em xài rồi đã lắm đó, thấy chưa? Xài rồi cũng đã luôn. Em xài rồi cũng đã luôn nữa luôn. Trời ơi, chị Hà nói sao? Người nói đã luôn, người nói sướng luôn. Chị Hà nói xài cái đó là sướng luôn nha. Còn cái con nữa là xài nhức cái nách luôn nha, mọi người nha. Xài là nhức cái nách luôn đó, thiệt đó. Nói tới nhức cái nách không ai dám xài ạ. Em trai rồi đã lắm mà thật sự cái peel da đấy thật sự. Ngày trước ấy là mọi người cứ phải đi vô thẩm mỹ viện đúng không mọi người? Nhưng bây giờ thật sự không cần phải đi thẩm mỹ viện nữa. Cần chi đâu xa, thẩm mỹ viện ngay tại nhà mình chịu khó. Mình chịu khó một chút xíu thôi, không cần cái gì nhiều đâu, thật sự mà. Bởi vì nếu mà mình ở bên Việt Nam ấy, thì nó khác đúng không mọi người? Nhưng mà với cái điều kiện của mình ấy, mình ở đây như thế này mà mình nói tới những cái thẩm mỹ viện hoặc là những cái mà đi ra ngoài để cho người ta làm cho mình thì cái thứ nhất ấy, là cái tiền thì chắc chắn là mình phải mất rồi, nhưng mà cái thời gian của mình phải lấy tiệp min này kia các kiểu nên nó rất là phiền phức. Thì tại sao không? Mình không làm ở nhà mình. Nhà em thấy em mà nhìn thấy bây giờ, bởi vậy mới nói là sao không? Bây giờ giết rồi, từ ngày ấy là bán mỹ phẩm và làm và thay da sinh học xong rồi làm những việc như vậy ấy. Tự nhiên đi đâu nói chuyện với ai cũng đứng nhìn mặt người ta. Ủa, ngộ ghê vậy, cứ nhìn mặt người ta coi đúng mà. Xong rồi trong đầu bắt đầu nghĩ ra cái là với da mặt này là xài gì là ngon à? Cái này xài cái này là ngon. Tự nhiên giết là nó thành giống như là cái bệnh nghề nghiệp luôn rồi. Nó giống như cái bệnh nghề nghiệp luôn rồi. Nhìn ra toàn chỉ nhìn ra mặt ta, nói chuyện nhìn ra mặt ta không nhá. nói vậy mọi người biết tẩy mình hết rồi nhờ. Bệnh nghề nghiệp đúng rồi, bệnh nghề nghiệp á. Trời khổ ghê luôn á. Không mà thiệt, nếu mà thật sự, nếu mà
nếu mà ai mà thích xài những cái gì đấy á, thì cứ nói với Hà, xong bắt đầu cái mình cứ nói là da mình bị với cái như vậy vậy đấy, thì mình sẽ cho mọi người một cái lời khuyên là mình xài cái gì với cái gì, nhất là những da mặt ai á, mà lì lì á, xài mà giống như là lỗ chân lông to này, rồi da mà nó giống như là da mình nó không có mịn á, da mình giống như là nó lì lì, nó nhìn nó hơi nó giống như là nhìn nó thô thô cái da của mình ấy, thì với cái Miu da này á, là xài thật sự chịu khó xài đi, thời gian là sẽ thấy cái hiệu quả của nó nhá mọi người, chắc chắn một điều luôn. Hà nói thật cái này, tại vì ai cũng vậy thôi, mình khi mình đi thẩm mỹ viện mình cũng phải qua một liệu trình đúng không mọi người, thì tất nhiên là mình phải qua một liệu trình, thì tất nhiên là những cái này mình cũng phải chịu khó nó như vậy. Chị Hà nói vui quá, em xem cửa chồng cái bị gì. Chị nhiều lúc cũng vậy đó, xem like của người khác cũng vậy đó, ai mà nói vui vui cũng ngồi cười khạc vậy đó. Cũng y như em vậy thôi à. Coi buồn cười và vui thì cũng cười thôi à, không có gì hết. Hà qua khác nha, còn ai ấy thì nhớ nói Hà nha, Hà lên, tại vì Hà qua nha, qua cái gì đây thì mọi người nói Hà đi, để Hà qua cái khác nha mọi người. Nói qua cái gì thì mọi người nói Hà qua cái khác nha, nhiều lắm luôn ấy. Hà bỏ bớt cái này xuống nha, có chút nữa là thành một cái bãi chiến trường, chút nữa là dọn dẹp mệt luôn, mệt xỉu luôn đấy. Lên gì nhà chị mọi người nhỉ? Đúng rồi, Hà có cái đây này, Hà có cái kem Saga, có cái hộp phấn Saga này mọi người ơi, cái phấn nước Saga này mọi người có thích không? Mới về đây em này màu hồng hồng nhìn rất là dễ thương nha mọi người nha, phấn nước nha, set phấn nước cushion nha mọi người nha. Đó. Đấy. Cái mặt nạ này bây giờ là thật sự mà nói quá là rẻ luôn. 20 miếng một hộp xài phê luôn. Em nói thật, mua một hộp xài phê luôn á. Xài đi mọi người, mặt nạ không nên bỏ qua nha mọi người nha. Là như vậy nữa này mọi người. Hà đó thì không, Hà không biết mọi người xài mặt nạ như thế nào nha, nhưng mà Hà xài ấy nha, tận dụng tối đa luôn. Khi mà Hà đắp mặt nạ ha mọi người, khi mà đắp mặt nạ xong, ví dụ như là từ 20 phút cho đến 25 phút, có thể là mình quên, có thể mình để qua tới 30 phút cũng okay, không sao hết. Nhưng mà sau đó đó là, nhưng mà không được dưới 20 phút nha mọi người, trên 20 phút thì lên cho tới 30 phút đổ về thôi nha mọi người. Tại vì khi mà mọi người đắp lâu quá đấy, là cái mặt của mình ấy, nó sẽ, tại vì trước khi mình đắp mặt nạ là mình đã rửa mặt mình, đã làm các bước mặt nạ mình nó sạch sẽ hết rồi. Có thể là mình dùng cái sản phẩm peel da, có thể là mình dùng cái sản phẩm là mình tẩy da chết. Và sau đó đó là mình bôi cái một cái giống như là cái nước hoa hồng hoặc là cái tinh chất gì đó lên, xong bắt đầu mình đắp mặt nạ lên. Đắp mặt nạ lên thì những cái tinh chất đấy bắt đầu là nó lên cái da của mình. Lúc đầu thì mọi người biết cái miếng mặt nạ đấy nó rất là mềm và nó rất là nhiều tinh chất đúng không mọi người? Thì khi đó mình đắp lên mặt mình ha, đắp xong ấy thì sau đó một lúc ấy thì là cái mặt mình nó hút cái tinh chất vô trong cái da mặt mình, thì còn lại cái miếng giấy nó khô. Nếu như mọi người đắp lâu quá đó thì cái miếng giấy đó nó khô rồi, cái miếng mặt nạ nó khô rồi, nó sẽ hút ngược trở lại cái độ ẩm, cái tinh chất trên da mặt của mình lại nha mọi người nha. Cho nên tại sao đắp mặt nạ không nên đắp lâu quá, chỉ từ 20 phút cho đến 30 phút đổ về, không làm hơn nha mọi người nha. Để nó khô, cái miếng mặt nạ này mà khô thì nó sẽ hút ngược trở lại ra nha, nó sẽ phản tác dụng lại nha, không có hiệu quả. Và sau khi nha, mọi người biết không, sau khi ấy, Hà lấy cái miếng mặt nạ xuống rồi ấy, không vứt đi đâu nha, chưa vứt đi đâu nha mọi người nha. Để nó ở cổ nha mọi người nha, đắp ở cổ tiếp nha mọi người nha, tận dụng tối đa luôn nha mọi người. Thêm một cái nữa nha, là không có bỏ đi đâu nha mọi người nha. Khi mình gỡ nó xuống như vậy, mình lại để nó lên cổ cho mình nha. Bởi vì cái cổ của mình cũng rất là quan trọng nha mọi người nha. Mọi người xài kem hay mọi người xài ấy, mọi người cũng nên xài cổ cho mình Hà luôn nha. Xài đi nha mọi người nha. Mình chịu khó đi. Khi mình xoa nó như vậy xong rồi còn lại, mình sẽ bôi xuống cái cổ của mình nha mọi người nha. Chịu khó đi. Sau này nhiều khi cái mặt mình đẹp, mà nhiều khi cái da cổ mình nó không được đẹp, hoặc là cái da cổ mình nó đen quá, nó cũng không được đẹp đâu. Nó không bằng, nó không đều màu, thì với cái mặt mình nó cũng không đẹp nhá. Đó. Hà không biết mọi người là xài sao, chứ Hà là Hà xài vậy đó. Tận dụng như vậy đó, không để. Con thề rồi.